Đặt tên tên Joaquin làm mấy công ty Elanco. Có người mới. Hôm nay là công ty Elanco có anh Nguyên sẽ làm thông báo cho mọi người. Tôi là làm MC một chút mà không có hay lắm, giống như anh chị hôm qua. Anh chị là có làm MC hay lắm. Hôm nay em và tôi là xin phép hai người sếp của em là anh Vân nó mới chuyển trước cho mình này. Maybe a little English. The first time I would like to invite Mr. Nippon here. Please say something inside of the Elanco. I will say good morning in Vietnam. I think quite easy. I would say chào Lisa. Because it's the first time that I try to speak with them. I come here quite. And I think tôi học nói tiếng Việt. My name is Nippon. I'm working as a global account director for Elanco. Em có nhớ được sản phẩm của Liberia and company. Tên tôi là Nippon, tôi làm việc cho Elanco. I'm very pleased to be your host for the high value training course service mine conducted by Mr. Wong, the long-term experience trainer in this industry. Tôi rất là hân hạnh hôm nay được làm người tài trợ cho một cái tập huấn từ Mr. Võ của tôi đấy, là một người có kinh nghiệm rất là lâu năm trong trường. Before we go through the training course, I would like to take this opportunity to inform you that now Elanco have a specific team to take care of the high value customer like CP. This is my dream. We have a group of people to take care CPO or Alco. Trước hết tôi xin thông báo một tin vui, tin tốt cho các bạn là Elanco bây giờ có một đội ngũ chuyên chăm sóc các khách hàng ở thị trường đặc biệt Việt Nam và CP. So in the future, if you or your organization have some project or some program that Elanco can provide service or work with you to develop the program that is valuable for your organization, please feel free to contact your boss. We need to discuss with Elanco local team. We have one representative to work here at the local team. Trong tương lai nếu mà các bạn có những cái dự án hoặc là những chương trình cần việc chung chung với Elanco hoặc là mời Elanco tham gia thì các bạn cứ thoải mái đề nghị sếp hoặc của các bạn và sếp các bạn sẽ làm việc với Elanco. Chúng tôi ở đây có một người đại diện ở Việt Nam thường trực, đó là Dr. Ngô Thiên, sẵn sàng phục vụ cho các bạn tham gia các dự án chung nào. So, welcome to the training course. Thank you. Em xin phép mời anh Lan có mời cả Việt Tiến Văn khai mạc cho xin mời. Kính chào tất cả anh chị em cùng với công ty Elanco. Mục tiêu hàng năm của công ty chúng ta theo cái target setting vấn đề về cái đào tạo training con người là rất quan trọng. Và điểm quan trọng đó chúng ta biết là công ty chúng ta là công ty sản xuất và bán hàng. Nhiệm vụ của chúng ta biết rằng là phục vụ khách hàng là rất là quan trọng. Làm thế nào để cho người khách hàng họ thỏa mãn được cái dịch vụ đó. Tất cả các bộ phận, tất cả các phòng ban đều phải có kinh nghiệm để tiếp xúc và làm thế nào làm nhiệm vụ quan trọng để phục vụ được cho khách hàng thỏa mãn tất cả các nhu cầu của khách hàng.
không phải chúng ta chỉ bán đơn thuần thì bán sản phẩm, sau khi bán hàng phải có những dịch vụ. Từ lâu, từ xa xưa, tức là tập đoàn CP chúng ta là hình thành trên 100 năm, thì chủ tịch tập đoàn chúng ta cũng phải nhìn thấy vấn đề đó. Và hàng năm như thế, nhiệm vụ chúng ta cũng biết rằng là phải đào tạo con người làm thế nào để phát triển và nâng cao hơn nữa. Bên cạnh từ đó thì hôm nay sự tài trợ của hỗ trợ công ty Linh Cô đã mời công ty chủ nhân đằng sau khi của Tắc Tự Nguyên sẽ seminar cho nên chúng ta về cái sức mạnh mai, tức là tinh thần của khách hàng. Để làm thế nào chúng ta có được những tinh thần phục vụ khách hàng một cách tận tụy, làm cái điều người ta cần, người ta muốn cái gì ở sản phẩm của chúng ta, chúng ta sẽ phục vụ. Chúng ta bán cái sản phẩm người ta cần là tốt hơn những sản phẩm mình đã có. Xin anh em chúng ta cần phải tập trung lắng nghe để trao đổi và cho nên thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào anh em. Chào các bạn. Tôi nghĩ là tôi nhìn các bạn rất là quen thuộc. Cũng có thể có các bạn, một số bạn mới vào thì chưa biết tôi. Tôi xin bắt tắt giới thiệu lại. Tên tôi là Võ Hoàng Nguyên, tôi là giám đốc của công ty Sao Tiên. Cụ nhân thì chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu thị trường. Và bên cạnh đó, công ty của rất đặc biệt đó là cung cấp những lớp tập huấn về các kỹ năng để làm việc. Thì trong 6 năm thì hoạt động, cụ nhân cũng đã có rất nhiều khách hàng cùng chung với cụ nhân tìm cách nâng cao kỹ năng làm việc của nhân viên mình lên. Và qua đó thì chúng tôi có một số thành quả rất là thực tế. Sau mỗi đợt tập huấn tính toán khách hàng rồi là nhân viên của tôi hôm nay những kỹ năng rất tốt, thì đó là quý vị nhân rất nhiều. Hôm nay thì nếu mà nói hôm nay là buổi tập huấn thì cũng chưa chính xác lắm, tại vì tập huấn kỹ năng nó đòi hỏi phải thời gian nhiều hơn. Hôm nay với 2 tiếng đồng hồ thì tôi nghĩ là tôi sẽ trình bày cho các bạn một góc nhìn khác về quan điểm về tinh thần phục vụ khách hàng. Với góc nhìn đó, tôi hy vọng là sau buổi nói chuyện hôm nay chúng ta trao đổi với nhau, các bạn sẽ có cái nhìn khác hơn để mình có làm công tác phục vụ khách hàng tốt hơn. Thì các bạn thấy chủ đề của mình đó là Service Mind. Trong tất cả đề kỹ năng nó chỉ để Service Mind thôi, nhưng mà mình phải hiểu là đó là tinh thần phục vụ khách hàng. Ở đây là mình sẽ nói về tinh thần phục vụ khách hàng thôi. Còn các bạn ở nhà muốn nghĩ đến phiên ra áp dụng cho phục vụ bà xã, phục vụ ông xã, hoặc là phục vụ cao hơn xã hội, phục vụ tổ quốc, thì các bạn cứ phiên ra, nó cũng từ lúc cốt lõi đây. Và nói chuyện của tôi sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ và kèm với vài nói chuyện của các bạn nữa. Do đó xin các bạn cứ thoải mái. Khi mà tôi đưa ra một chủ đề để mà đóng góp ý kiến đó, thì các bạn cứ chia sẻ. Tại vì chính cái đó nó mới làm buổi hôm nay mình có nhiều giá trị hơn. Còn các bạn để mình tôi chia sẻ thôi thì giá trị nó sẽ thôi. Đó, tôi xin mời mọi người thoải mái ha, chia sẻ quan điểm, cho dù nó có ngược lại với quan điểm của người có người trước, đó mới là một cái buổi phát biểu thành công. Bài nói chuyện của tôi thì nó sẽ tập trung trong 3 phần. Với 3 phần chính này á, nếu các bạn về các bạn chỉ có suy diễn ra thêm và áp dụng thì lúc đó bạn sẽ có một cái tinh thần đúng nghĩa là khi mà mình nói là phục vụ khách hàng thì ai là cái người mà làm tech đồ, ai là người làm sale, hay là khách hàng là thượng đế, tất cả tôi vì khách hàng nhưng làm cách nào mới là vấn đề. Thì với 3 phần thì hy vọng là sẽ cho các bạn một góc nhìn khác đến sự phục vụ. Khi nói đến phục vụ khách hàng thì các bạn thấy là phục vụ thể hiện qua hành động của mình. Hiện tại các bạn thấy là thường các công ty, các nghệ sĩ phim cũng vậy thôi. Những hành động của mình để phục vụ khách hàng nó có cái gì? Khi các bạn đi bán hàng,
bạn phải cung cấp đủ thông tin khách hàng. Thông tin đó có thể là thông tin về sản phẩm, thông tin đó có thể là thông tin từ một vấn đề dịch bệnh. Các bạn thấy là với mình, ví dụ cái bơ flu, cái cúm gà, cái cầm của mình nó là quen quá rồi ha. Nhưng mà có bạn có thể đi những cái vùng sâu, vùng xa, người ta chưa ý thức được đó. Lúc đó nhiệm vụ của mình trong nhiệm vụ khách hàng là gì? Cung cấp thông tin họ về bệnh đó. Hoặc là mình cung cấp thông tin cho họ về cái gì? Về cách quản lý chăm sóc. Đa số người nuôi mình họ nuôi thì các bạn biết ở Việt Nam mình thấy ông hàng xóm nuôi thành công là tôi bỏ tiền cho nuôi thôi. Còn cái cách quản lý thế nào, quản lý đồng vốn thế nào, quản lý dịch bệnh thế nào thì người ta hoàn toàn thì thế thì đội ngũ mình để làm gì? Mình cung cấp thông tin cho người ta về vấn đề quản lý. Thì từ đó mình mới có thể bán được hàng. Và khi bán được hàng thì mình cung cấp thông tin gì đến các bạn? Họ sử dụng món hàng của mình rồi thì thông tin gì nữa? Làm sao cho họ sử dụng món hàng của mình một cách hiệu quả nhất? Nếu còn mình nói ồ tôi thấy công ty anh quảng cáo rất là chuỗi nhưng mà tôi xài thấy chả có hiệu quả, thường là tại sao người ta sử dụng không đúng cách nha. Do đó nhiệm vụ mình là gì? Cung cấp thông tin về cách sử dụng món hàng của mình. Để mình thấy nội một cái dịch vụ thông tin thôi mình có rất nhiều hành động để làm, rất nhiều hành động để làm trong cái chuyện là cung cấp thông tin thôi. Thế rồi bước thứ hai, sau khi người ta đồng ý sử dụng sản phẩm của mình là gì? Hỗ trợ cái thông tin đó. Ví dụ mình nói mặt hàng thức ăn của CP có probiotic, nhờ probiotic mà nó tạo ra một cái môi trường vi khuẩn có lợi trong chuột, nó giúp cho hạn chế bệnh nhiễm được. Thế mình không ngờ là sao? Nếu như vậy thì bên cạnh probiotic trong thức ăn thì cái môi trường sinh học của chuồng trại mình nên là thế nào? Mình lại hỗ trợ người ta. Trong khi người ta sử dụng sản phẩm mình, người ta có những trục trặc, người ta lại gọi mình, thì mình lại có những cái dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. Đó là hai hành động. Hành động thứ ba mình có thể làm cái chuyện của khách hàng là gì? Hồ mãi. Công tác hồ mãi rất là quan trọng. Làm sao cho anh ta biết là sau khi anh sử dụng cái CP, anh so với lỗi riêng sử dụng thức ăn của một công ty nào đó, mình giúp người ta ghi chép các thông số và ta so sánh thấy đúng bây giờ FCR tôi giảm rõ ràng, lúc đó ta mới sờ mó được cái gì hiệu quả của mặt hàng mình. Còn không, nếu mà nói của tôi tốt hơn người ta thì người ta chỉ nếu tin mình họ tin, họ tin họ anh nói không nhiều chưa, do đó mình phải làm rất nhiều dịch vụ mãi sau khi người ta sử dụng hàng mình. Người ta phải sờ mó được hiệu quả thì vừa mãi mình cũng phải làm. Đó là một cái hành động trong phụ khách hàng. Và với những đối tác tiềm năng, với những trại về tiềm năng mà người ta có tầm dài phát triển, mà mình cảm thấy là mình cùng với người ta có dự án phát triển trại của họ, thì mình lại có thêm một cái gì? Hỗ trợ tài chính, chính sách trả chính sách chiết khấu hoặc là chính sách công nợ, mình phải có những dịch vụ hỗ trợ tài chính. Hiện giờ người ta chưa phát triển nhanh được, nhưng mà nếu mà mình có thêm cái dịch vụ này, người ta sẽ phát triển rất nhanh và có một cái sản phẩm được. Thì các bạn thấy là bốn hành động này nó nằm trong tất cả là để phục vụ khách hàng. Tôi xin hỏi câu hỏi đầu tiên, có ai thấy là tôi nêu ra đây đây bốn vấn đề này còn thiếu gì nữa trong dịch vụ khách hàng? Có phải bốn cái này đủ hết chưa, còn thiếu gì không? Các bạn nào thấy còn thiếu gì rất quan trọng mà CV là chưa được kê ra đây, các bạn đứng lên nhắc cho bạn mình biết luôn. Có ai thấy còn thiếu gì không? Thái độ phục vụ. Thái độ phục vụ.
bạn là người đi trước thời đại, tôi đương nói về hành động thôi. Trong cái hành động đó mình có cái thái độ, cái hành động của mình. Rất là đúng. Tôi lại tách nó ra làm slide sau, các bạn sẽ nghiên cứu slide sau. Xin lỗi các bạn tên gì? Tên Lộc. Lộc nhắc rất là đúng.